chưa hết. Tao còn biểu diễn mà, tiếp tục cho đại hoàng hồi sáng mà. Bà nhỏ kìa, cái bà bún kìa. Đôi nơi tơ bên sông giữa phố xa đông vui, tiếng xe che. Rồi bà nhỏ bà chiêu kìa, bà nhỏ bà phiêu kìa. Đôi nơi tơ bên sông với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tơ muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tơ muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất hết bao nỗi buồn, giải ca lo lên và đi không nghĩ gì, âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, cất hết bao nỗi buồn. Xin cảm ơn Vũ Đoàn, quá sức là dễ thương của chúng ta. Trời ơi trời, kêu biểu diễn rốt cuộc bé chị ra múa không? Chưa anh, trước khi múa bật cái đèn xe lên. Bật đèn xe lên, ra múa. Thưa quý vị, cái gì cũng vậy, nó phải bí ẩn chút xíu thì nó mới hấp dẫn. Nó lộ ra thì còn gì nữa để mà chơi. Bây giờ mình có quyền suy đoán tất cả mọi thứ. Trời ơi, sao mà kinh quá vậy? Trời ơi. Bây giờ bắt đầu giao lưu nè. Con tên gì? Con tên Vương Cao Thanh Thanh. Vương Cao Thanh Thanh, con là em của chị đúng không? Dạ. Hôm nay con tới đây có ba má đi không? Dạ, có mẹ con thôi chứ không có ba con. Hồi nãy có một cái cô chạy. Chạy là ai vậy? Có một cái cô chạy chiếc xe. Phải mẹ con không? Dạ phải. Đúng rồi. Mẹ cả nhà rồi. Tại sao bữa nay con không chạy vậy? Bởi vì xe của con là chỉ chạy được ở trong rừng thôi và không chạy được ở trên đường. Bây giờ mời mẹ lên nói chuyện chơi chút được không? Dạ. Hello, chào chị. Trời ơi, làm những người nhà vậy trời. Làm những người nhà. Chị Long muốn hỏi chị là hai cháu ở nhà khỏe không? Bé nhà là chơi mấy cái môn upright từ nhỏ cho nên... Chơi cái gì chị? Tiếng Anh đó, anh hiểu tên cho nó. Upright. Ôi, tại vì chị nói nhỏ quá không nghe. Là gì anh? Upright là gì anh? Upright đó là em biết không? Thì tiếng Anh đó, anh dạ, là cái người giỏi là tiếng Anh đấy. Mấy cái môn xe địa hình. Xe địa hình. Nhưng mà anh muốn hỏi em nè. Hai bé ở nhà gọi là ăn khỏe không? Rồi có tập tạ không? Hay là có làm những cái việc nặng không? Dạ, bé chị phụ giúp mẹ công việc nhà thôi, còn ngoài ra là bé chơi xe như môn thể thao của mình. À, bé dắt xe khỏe lắm đúng không? Xe này bắt dắt khỏe không? Chiếc xe này nè, dắt đi được thôi chứ không chạy được. Không chạy được đúng không? Dạ. Ồ, nhưng mà là ở nhà có tập tạ không? Tay rồi cũng mềm nè. Thưa các chị và các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu hỏi. Vì cái người mà chúng ta sẽ sắp xếp vị trí là bé lớn chứ không phải bé nhỏ. Con tên đầy đủ con là gì? Dạ, tên con đầy đủ là Vương Cao Thanh Nguyên. Thanh Nguyên năm nay mấy tuổi? Dạ, năm nay con 12 tuổi. Học lớp 7. Hiện tại so về cái body, về cái dáng là to nhất ở đây. Hay hơn rồi đó. Con ơi Nguyên ơi, cái xe mà con chạy là bao nhiêu phân khối? Xe của con á. Cũng cần mẹ trợ giúp biết không? Dạ cần. Mẹ trợ giúp đi mẹ. Thường thường xe bé chạy là 150 phân khối. 150 nghe, đừng có giỡn. Nặng khoảng bao nhiêu rồi chị? Chiếc xe á? Tầm khoảng dưới 100kg. Dưới 100kg. Dắt được chiếc xe dưới 100kg. Nguyên ơi Nguyên, nhưng mà 12 tuổi vậy lúc nào mà Nguyên bắt đầu Nguyên thích lái xe? Thường chú thấy con gái thích những cái gì nó nhẹ nhàng hơn không? Dạ, từ con 6 tuổi. 6 tuổi. Em nghĩ cái này là do gen á, ba mẹ thích lái mô tô, con cũng thích. Lứa tuổi bé mới 12 tuổi à, mà mình chạy một cái phân khối là 150 như vậy mình có bị phạm luật không?
Anh ơi, anh không có hiểu về môn này rồi. Bé chỉ tập là chỉ ở trong rừng, trong địa hình, chỗ đó thôi, không có tham gia giao thông. Đúng vậy, thưa quý vị, cái xe của bé là xe địa hình, tức là chơi ở trong một cái sân địa hình nhất định mới được chạy. Lên là bé nói bé không chạy thì xe bé chơi đó thôi, tức là bé là ý thức được cái việc mình chơi đúng hay sai. Bởi vậy không hiểu sao có hai cái nhà hàng, không hiểu sao có hai cái nhà hàng. Không có. Để em hỏi nè, để cái này em hỏi bí vô nè. Hỏi này Quyên ơi, con thường con chạy ở địa hình đó là thường con chỉ vượt địa hình thôi, con đã tập tới cái mà bay chưa, bay qua dốc cao chưa? Dạ cái đó thì hơi nguy hiểm, con chưa tập tới. Chưa. Hỏi vậy là em biết rồi. Cái lần nào mà đối với Quyên là nguy hiểm nhất mà Quyên đã từng trải qua đó? Dạ con chạy lên cái dốc, cái tự nhiên nó ngã sang bên luôn, lúc đó con tưởng là xe đè lên con luôn. Lúc đó con mấy tuổi? Dạ lúc đó cũng tầm gần đây à, mấy tháng trước á. Mấy tháng trước thôi. Bây giờ chú hỏi con một câu nè, con tập cái lái xe này nè, con có bao giờ con tập thể dục hay tập nghĩa là thêm cái lực hoặc là hít đất hay là con làm cái gì để con có một cái thể lực mạnh con mới chạy được chiếc xe này chứ? Dạ không, con không tập thể dục luôn. Không có tập thể dục luôn, hít đất rồi cũng có luôn. Dạ không. Cho chị hỏi là em lái xe này nè, có bao giờ em chở em mẹ em hay ba em không? Dạ em chở hết gia đình luôn. Đã từng chở rồi. Vậy là cũng rất là mạnh đó, rất là khỏe. Nhưng mà chị thắc mắc cái này nè, khi mà cái xe nó ngã xuống thì ai sẽ là người đỡ cái xe đó lên cho em? Hay là em? Dạ em. Em đỡ lên xong rồi em lại tiếp tục leo lên em chạy tiếp đúng không? Dạ. Như vậy là đã quá nhiều thông tin rồi. Mời các khách mời về chỗ. Xin cảm ơn chị đã đưa hai đứa con đến đây tham gia chương trình. Và rất là mong chị theo chị thì Thôi chị không rảnh tới nhà hàng ăn đâu. Chị không rảnh tới nhà hàng ăn đâu nha. Anh muốn hỏi sắp quảng cáo, sắp quảng cáo nhà hàng đó. Bây giờ nè, mời anh Đức lên đây. Sẽ chở Thúy Ngân đi vào chiếc này dùm qua sân khấu. Em ơi đi chỗ với anh, mình đi đến nơi có biển sạch lưới xanh. Chạy con xe em chở em trong tràn, mình phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh. Mình ngủ một giấc mà không cần báo thức. Em cứ lái. Chứ anh chở chứ sao anh chở được. Chứ anh chở chứ sao anh chở được. Con chở chú hả? Con chở chú hả? Dạ. Dạ. Trời ơi. Wow. Lên con. Nè chú đòi nó hiểu cho con nè. Trước một cái màn đua xe luôn có một nữ vận động viên sexy quyến rũ ra mà đúng không anh? À. Miệng la giỏi thôi chứ mà anh tắt mồ hôi nãy giờ đó. Cảm ơn anh Đức, cảm ơn tất cả mọi người. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh Vi Giải Trí.